Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn toán bài 18, ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài đầu tiên, đó là bài luyện tập trang 106 và 107. Các em hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cô nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là làm bài tập 1. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta như sau: tính, nhẩm. Ở bài này có hai ý, đó là ý A và ý B. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau làm lần lượt các phép tính. Cô giáo đọc phép tính và các em hãy nhập kết quả vào nhanh vào phần bình luận để so sánh đáp án của cô. 2 cộng 1 bằng 2 cộng 1 bằng 3. 5 cộng 2 bằng 5 cộng 2 bằng 7. 3 cộng 6 bằng 3 cộng 6 bằng 9. 8 cộng 0 bằng 8 cộng 0 bằng 8. 4 cộng 5 bằng 4 cộng 5 bằng 9. 2 cộng 7 bằng 2 cộng 7 bằng 9. Tiếp tục chúng ta chuyển sang ý B. 3 trừ 1 bằng 3 trừ 1 bằng 2. 4 trừ 2 bằng 4 trừ 2 bằng 2. 9 trừ 6 bằng 9 trừ 6 bằng 3. 8 trừ 0 bằng 8 trừ 0 bằng 8. 10 trừ 4 bằng 10 trừ 4 bằng 6. 6 trừ 3 bằng 6 trừ 3 bằng 3. Như vậy là cô vừa cùng các em làm xong bài tập 1, đó là bài tính nhẩm. Ở bài tập 1 này, củng cố cho các em ở ý A, củng cố cho các em các phép tính cộng trong phạm vi 10 và số 0 trong phép cộng. Số nào cộng với 0 cũng bằng chính số đó. Và ở ý B, củng cố cho các em về các phép tính trừ trong phạm vi 10 và số 0 trong phép trừ, đó là số nào trừ đi 0 cũng bằng chính số đó. Cô mời các em đọc lại kết quả của các phép tính này. 2 cộng 1 bằng 3. 5 cộng 2 bằng 7. 3 cộng 6 bằng 9. 8 cộng 0 bằng 8. 4 cộng 5 bằng 9. 2 cộng 7 bằng 9. 3 trừ 1 bằng 2. 4 trừ 2 bằng 2. 9 trừ 6 bằng 3. 8 trừ 0 bằng 8. 10 trừ 4 bằng 6. 6 trừ 3 bằng 3. Như vậy cô hướng dẫn các em làm xong bài tập số 1. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập 2. Bài tập 2 yêu cầu chúng ta điền số. Nhiệm vụ của các em là phải thực hiện phép tính và điền số vào ô trống còn thiếu theo chiều mũi tên, rồi tiếp tục lấy kết quả đó trừ cho số tiếp theo để được kết quả vào số ô tiếp theo. Tương tự như vậy cho đến hết. Chúng ta cùng nhau làm bài tập. 5 cộng 3 bằng mấy? Cô mời các em nhập kết quả vào phần bình luận. 5 cộng 3 bằng mấy? Đáp án của cô là 5 cộng 3 bằng 8. Ta được kết quả là 8. Chúng ta tiếp tục trừ tiếp theo chiều mũi tên, đó là lấy 8 trừ 4. 8 trừ 4 bằng mấy? Đáp án của cô là 8 trừ 4 bằng 4. Sau khi đã được kết quả là 4, chúng ta sẽ tiếp tục lấy số 4 cộng với số 6
theo chiều mũi tên, chúng ta sẽ được kết quả cuối cùng. 4 cộng 6 bằng mấy? Mời các em nhập kết quả. 4 cộng 6 bằng 10. Như vậy cô và các em đã điền xong số ở bài tập 1, bài tập 2 ý A. Cô mời các em đọc lại kết quả của ý A. 5 cộng 3 bằng 8. 8 trừ 4 bằng 4. 4 cộng 6 bằng 10. Tiếp tục, bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập ý B. Bài tập ý B yêu cầu chúng ta điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng nhau vào ô trống. Để điền được dấu vào ô trống, các em cần phải thực hiện qua 3 bước. Bước thứ nhất là chúng ta thực hiện tính. Bước thứ hai là so sánh. Bước thứ ba là điền dấu. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện các bước để làm bài tập này. Trước tiên chúng ta thực hiện bước thứ nhất, đó là thực hiện tính. 5 cộng 4, bên phía bên trái là 5 cộng 4, chúng ta thực hiện được bằng 9. Và bên phải chúng ta không phải thực hiện tính, và chúng ta so sánh. Bước thứ hai là chúng ta so sánh 9 với 9 là bằng nhau. Lúc này chúng ta bước thứ ba chúng ta sẽ chọn, đó là điền dấu bằng. Tiếp tục thực hiện phép tính tiếp theo. Bên trái là số 3 chúng ta không phải thực hiện. Chúng ta thực hiện bước thứ nhất, đó là tính bên phải. 9 trừ 7 bằng 2. Sau đó bước thứ hai chúng ta so sánh 3 với 2 thì 3 lớn hơn 2. Lúc này chúng ta thực hiện bước thứ ba, đó là 3 lớn hơn 2. Chúng ta điền dấu lớn hơn. Tiếp tục phép tính thứ ba. 8 cộng 0, chúng ta thực hiện nhẩm 8 cộng 0 bằng 8. Và 8 so với 9 thì 8 bé hơn 9. Lúc này chúng ta điền dấu bé hơn. 8 bé hơn 9. Như vậy là cô vừa cùng các em hoàn thành xong bài tập số 2. Tiếp tục cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 3. Bài tập 3 yêu cầu như sau. Những bông hoa nào ghi phép tính có kết quả bằng 5? Những phép tính nào có kết quả bằng 5? Bây giờ các em hãy chú ý, trong bài của 3 của chúng ta có rất nhiều các phép tính, nhưng trong đó có một số phép tính có kết quả bằng 5. Nhiệm vụ của các em là phải nhẩm kết quả của các phép tính trong từng bông hoa. Phép tính nào có kết quả bằng 5 thì chúng ta nối với số 5. Còn phép tính nào không có kết quả bằng 5 chúng ta không nối. Chúng ta cùng nhau thực hiện tính nhẩm các phép tính lần lượt. Từ phải, từ trái sang phải. Từ đầu tiên bông hoa đỏ là 10 trừ 6. 10 trừ 6 chúng ta thực hiện ở trong bảng trừ 10, đó là 10 trừ 6 bằng 4. Không có kết quả bằng 5, chúng ta không nối. Tiếp tục 4 cộng 1. 4 cộng 1 có kết quả bằng 5. Chúng ta nối 4 cộng 1 với kết quả là số 5. Tiếp tục bông hoa màu xanh. 5 trừ 0 bằng 5. Chúng ta nối được với số 5. Tiếp tục bông hoa màu tím, đó là 8 trừ 2 bằng 6. Không có kết quả bằng 5. Chúng ta không nối. Tiếp tục 7 trừ 4 bằng 3. Không có kết quả bằng 5. Chúng ta cũng không nối. Phép tính tiếp theo. 3 cộng 2 bằng 5. Có kết quả bằng 5, chúng ta sẽ nối vào kết quả 5, số 5. Phép tính cuối cùng, 2 cộng 4 có kết quả bằng 6, chúng ta không nối với số 5 được. Như vậy ở đây, những bông hoa này chỉ có bông hoa màu vàng, màu xanh nước biển và màu hồng là có kết quả bằng 5. Chúng ta cùng nhau đọc lại các phép tính này. 4 cộng 1 bằng 5, 5 trừ 0 bằng 5. 3 cộng 2 bằng 5. Như vậy đây chính là củng cố cho chúng ta các phép tính cộng trong phạm vi 5. Và ở đây chính là củng cố số 0 trong phép trừ. Số nào trừ đi 0 cũng bằng chính số đó. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau hoàn thành xong bài tập 3. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài tập số 4. Bài tập 4 yêu cầu như sau. Từ các số dưới đây và các dấu cộng trừ bằng
Em có thể lập được các phép tính đúng nào? Như vậy, ở đây người ta cho chúng ta số 7, số 2, số 1 và số 9. Bây giờ với 4 số này và các dấu cộng, trừ và bằng, chúng ta sẽ thực hiện được, lập được các phép tính nào? Phép tính thứ nhất, chúng ta có thể lấy 7 cộng 2 bằng 9, chỉ được từ các số này thôi. Hoặc ngược lại là 2 cộng 7 bằng 9. Phép tính tiếp theo đó là 9 trừ 7 bằng 2, hoặc 9 trừ 2 bằng 7. Như vậy chúng ta chỉ lập được duy nhất 4 phép tính từ 4 số này thôi. 7 cộng 2 bằng 9 và 2 cộng 7 bằng 9. Đây chính là mối quan hệ trong phép cộng. Các số đổi chỗ cho nhau nhưng kết quả của chúng không thay đổi. Tiếp tục, 9 trừ 7 bằng 2 và 9 trừ 2 bằng 7. Thì chúng ta thấy là số, lấy số kết quả trừ đi số này thì sẽ ra số kia. Đấy, chính là mối quan hệ trong phép trừ. Như vậy ở bài tập 4 đã củng cố cho các em về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 10 mà các em đã được học. Và bài 4 cũng đã kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các em đã xem video. Bấm like để ủng hộ kênh. Comment để nêu ý kiến của bạn. Đăng ký kênh để được xem video mới.